Vâng. Và để trở lại chương trình thì Phương Hằng sẽ cùng đệ tử Lương Hồng Huệ sẽ cùng song ca trong một bài tân cổ được mang tên Tình Hận Thâm Cung của cố Sơn Giả Thành Phát. Xin mời cùng thưởng thức. Còn đâu gây đôi nhịp cầu, gây đôi nhịp cầu, nàng xoan có biết tháng năm tim ta sầu dương. Sư phụ hôm nay được hát với sư phụ em xin cảm ơn.